Có phải là anh chị mà nghĩ tới phong thủy là nghĩ tới cái việc mà chiêu tài kết lộc hay không? Không có, chắc chắn là phải là trên 90% những anh chị tìm tới phong thủy là đều nghĩ cái điều này ngay trong đầu. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thứ này được truyền thông rất là nhiều trên mạng và có rất là nhiều trục lợi về tâm linh. À, không có chỉ chia sẻ theo cái khía cạnh của người mà nghiên cứu về huyền học phương đông của chúng ta, có trên là khoảng là 10 năm kinh nghiệm, trên 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu này, thì không có thấy rằng cái việc này khó cho ông thầy quá. Khó bởi vì sao? Người làm những cái chuyện mà vô hình mà chuyển qua cái chuyện hữu hình đó, có nghĩa là xử lý cái việc vô hình cái nhà không nhìn thấy được mà làm sao có hiệu quả là phải chuyển ra cái của cải vật chất cho cái nhà thấy. Mà cái này không phải là đạo trong phong thủy mà đạo của người học dịch. Đạo của người học dịch là đưa cái trạng thái sự vật sự việc trở nên cân bằng. Lão Tử có nói rồi, nhất âm nhất dương chi vì đạo mà thiên âm thiên dương chi vì tật. Tại sao là chúng ta tìm đến phong thủy, chúng ta đều nghĩ cái việc là chiêu tài kích lộc? Bởi vì rất là nhiều người truyền thông để trục lợi tâm linh. Có nghe câu lời nói dối nhiều lần cho anh sự thật chưa? Khi chúng ta nghe một cái việc đó, cái thứ đó quá nhiều lần thì chúng ta nghĩ rằng đó là sự thật. À, chạy ra là cái việc là tìm tới ông thầy đó mà ông nào mà làm cho tôi có tiền ở đó, ông đó mới giỏi. Nhưng cả nhà không hiểu rằng là 10 người hết 8 người đau khổ rồi, còn 2 người có tiền mới quay lại comment là à, ông thầy này hay lắm, mua cái này được chiêu tài kích độc nè. 8 người kia mất công còn lại là không thầy hiệu quả, thì bắt đầu đi chạy đi kiếm thầy khác rồi, không có bận mà lên mà gọi là comment đâu, feedback đâu, phản hồi đâu. Mà nếu mà gọi là có nói ngược lại ông thầy nói ê chà, nghiệp quá sâu dày, không thể sửa đổi được. Còn ở là gì? Còn người mà được thành công có tiền ấy là à, ông này thầy thấy chưa? Cúng cái là phát triển rồi là gì? Thay đổi một cái là tốt liền. Nhưng cái nhà nhìn theo góc độ này cũng không thôi đi, không thôi góc độ này không có muốn chia sẻ nè. Thì có nghĩa cái cây đang suy á, làm sao mà chúng ta làm cái cây đó chỗ qua kết quả được đúng không? Đó là đạo của tự nhiên rồi. Nếu mà thuận theo tự nhiên là cái cây đang suy thì chúng ta làm cái cây đó bứt suy. Cái cây đang hư thối thì chúng ta phải nhổ lên đúng không, mà cắt rễ tỉa cành đi rồi vô thuốc đi cho cái cây đó tỉnh lại. Khi cái cây đó tỉnh lại thì mùa sau cái cây đó mới có trái. Con người của ta cũng giống như vậy á. Mà nếu mà chúng ta đang xài mà nó hiệu quả liền á thì nó đang phước chúng ta đang còn. Hoặc chúng ta đang dùng một cái môn gì đó để mà chúng ta lấy cái phước trong tương lai của chúng ta đốt tại hiện tại. Đó, chứ không có ai cho chúng ta hết á. Tất cả là điều của chúng ta hết. Mà tìm tới phong thủy là cái nhà phải tìm tới sự cân bằng giữa âm và giữa dương. Có nghĩa là gì? Cân bằng ở đây là cân bằng giữa trong bằng cái môi trường sống của chúng ta và cân bằng trong nội tâm của chúng ta. Sau đó là gì? Sau thể là đạo rồi. Đúng không? Rất là nhiều tôn giáo là khuyên con người chúng ta hành thiện tích đức. Đó, nó nâng lại ái ngữ. Thì gọi là gì? Nên mới có câu là gì? Trong phong thủy có một câu là gì? Đức năng thắng số. Đạo cao long phủ hổ phục mà đức trọng quỷ thần kinh. Yeah, thấy ghê không? Đó là cái bí mật mà con người chúng ta bị gọi là gì? Tham sân si dẫn dắt, bị cái tư dục, cái tư lợi của chúng ta dẫn dắt. Cho nên là chúng ta bị hiểu sai lệch đi về cái vấn đề về huyền học và phong thủy, làm nó trở nên một cái thứ gì đó tục tiểu, trần tục, gọi là một cái thứ mà gọi là phục vụ cho con người chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ á, chúng ta mới hiểu rằng á, xử lý cho một con người mà đang suy nó mất rất là nhiều thời gian. Nếu mà một con người mà đang suy mà cái nhà vô thuốc bổ nhiều thì con người đó không hấp thu được đúng một cái nhà. Phải làm sao cái việc cái sờ vận của người đó đang suy đó bắt đầu nó giảm suy đi, làm cho nhận thức con người đó nó cân bằng trở lại. Thì khi mà cái thời vận người ta quay trở lại thì cái nhà vô thuốc bổ giống như cái cây nó khỏe rồi, cái nhà vô phân vô thuốc thì nó mới hấp thụ được đúng không? Phong thủy cũng giống như vậy á ha. Thì chúng ta nhìn đa chiều hơn thì chúng ta cảm thấy cái cuộc sống này nó rất là tuyệt vời, nó rất là thú vị, và phong thủy nó không phải là một cái thứ gì ma mị, nó chỉ là cái môi trường sống thôi, một cặp âm dương thôi. Âm dương là gì? À, phong là gió, thủy là nước, thì phong cũng là thủy mà thủy cũng là phong, nó là hai trạng thái, hai phạm trù. Khi mà nước 38 độ thì nó sẽ bốc hơi thôi ha. Cũng hơi mong rằng cái video này sẽ giúp cho chúng ta nhìn đa chiều hơn, bớt mà gọi là ma mị hơn ha. Và khi mà chúng ta tìm được phong thủy mà chúng ta tìm thấy cái tới cái sự cân bằng trong cuộc sống của chúng ta. Ngay tại điểm hiện tại thì nếu như gì chúng ta có thể làm là gì, chúng ta tu dưỡng nội tâm của thân của chúng ta thôi đó, hành thiện tích đức nói dân lại ngữ. Đây là một cái thứ vi diệu nhất trong cuộc sống của chúng ta. Không hơi chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bí mật ở phong thủy là gì? Là đưa con người chúng ta trở lại gần với tự nhiên và sống một cuộc sống cân bằng nhất nhé.